Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh video của em Hương. Hôm nay em xin giới thiệu cho anh chị với 3 mẫu đồng hồ nhé. Thì bao gồm mẫu đồng hồ của Calvin Klein và 2 mẫu đồng hồ của Invicta. Tất cả các sản phẩm này thì đều là hàng mới và full book đầy đủ cho các anh chị luôn. Và trong quá trình bên em ship thì nó sẽ có thêm một quyển sổ của hãng nữa anh chị nhé. Và anh chị nào đặt thì cứ inbox sớm qua Zalo bên em. Và hôm nay em xin giới thiệu cho anh chị mẫu đầu tiên là mẫu đồng hồ Invicta. Mã này thì hiện tại em đang để với mức giá cũng rất là tốt cho anh chị thôi. Mức giá chỉ là 1,6 triệu thôi anh chị ạ. Với hai tông màu chủ đạo này là màu bạc và màu yellow gold anh chị ạ, là màu vàng chanh ấy ạ. Đây là quyển sổ đi kèm của nó nhé anh chị nhé. Và quyển sổ này thì nó sẽ ghi một vài cái thông số cơ bản hoặc là một vài cái giới thiệu qua về hãng. Anh chị có thể xem qua các cái chi tiết liên quan đến hãng ở trong đó nhé anh chị nhé. Mặt đồng hồ được thiết kế là mặt trải tia sunburst rất là đẹp luôn. Và màu này là màu xám khói anh chị ạ. Khi anh chị đang ngoài ánh sáng với ánh sáng mạnh thì nó có trải tia sunburst cũng rất là đẹp nhé. Kim cọc giờ của sản phẩm thì cũng đều có dạ quang. Nịch ngày tại vị trí 3 giờ. Và anh chị thấy là nịch ngày cũng được thiết kế kiểu dáng hình giọt nước. Với thiết kế kiểu dáng hình giọt nước thì anh chị nhìn vào đồng hồ thì nó sẽ rõ hơn về nịch ngày. Núm chỉnh tại vị trí 3 giờ đúng không? Và được bảo vệ chắc chắn này, kèm theo là logo của hãng đồng hồ Invicta nhé. Ở đây thì anh chị thấy là có logo này, chữ Invicta tại vị trí 12 giờ này. Water resistant ở đây thì là 100m nước nhé. Với độ chống nước là 100m nước thì anh chị có thể đi mưa rửa tay bình thường. Về men dầu của sản phẩm thì có thể xoay được theo một chiều này. Và đặc biệt đối với dòng sản phẩm này thì viền men dầu được thiết kế là màu đen anh chị ạ. Và màu vàng. Mà màu vàng thì rất là nổi bật rồi. Đặc biệt là với những anh nam nào có nhu cầu mua một sản phẩm đơn giản, nhẹ nhàng, trẻ trung thì anh chị cũng có thể lựa chọn sản phẩm này, tại vì nó không quá nhiều màu vàng. Có sự giao thoa giữa các cái màu sắc thì nó sẽ tạo nên cho một mẫu đồng hồ thiết kế hài hòa hơn rất là nhiều nhé. Và đây là bộ máy pin nên anh chị không phải lo về độ sai số của đồng hồ rồi. Máy pin thì anh chị chỉ cần thay pin là có thể sử dụng một cách dễ dàng trong trường hợp mà đồng hồ của mình hết pin nhé anh chị nhé. Và kính của sản phẩm này thì được thiết kế là phiên bản kính chống sức anh chị ạ, hay là phiên bản kính Frame Fusion, là một phiên bản kính độc quyền của hãng. Và phiên bản kính này thì nó sẽ có độ chống xước tốt, sử dụng thì anh chị yên tâm nhé. Bên cạnh đấy thì anh chị thấy là mặt đồng hồ cũng được thiết kế rất là độc lạ luôn, với hai nòng, nòng bên trong thì có trải tia sunburst này, nòng ngoài ở đây thì có những cái vân con sóng được thiết kế cũng rất là đẹp, và nòng ngoài này có gắn cọc giờ, và cọc giờ và kim thì được bo màu vàng thì cực kỳ ấn tượng rồi. Bên cạnh này thì cũng có dập chìm Invicta nhé, và bên cạnh này thì cũng được mạ bóng anh chị ạ. Nên khi anh chị lên tay với những dòng sản phẩm được mạ bóng thì nó rất là sáng tay, đặc biệt là nó rất là bắt sáng luôn. Dây cũng được thiết kế là thép đúc nguyên khối ở giữa được mạ bóng này, chất thép cũng rất là đẹp nhá. Mắt của đồng hồ thì được thiết kế khá là to và dày anh chị ạ. Đây là khóa này, cũng có chữ Invicta và logo của hãng nhé. Đáy sau của dòng đồng hồ này thì anh chị thấy là đáy kín rồi. Anh chị có thể quan sát một vài các cái chi tiết cơ bản liên quan họ sẽ khắc ở đáy sau, như là O stainless steel, là chất liệu viền vỏ thép không gỉ này, máy của Nhật. Và chống nước của nó thì là 100m nước, mã máy là 30809 nhé, kính là kính Frame Fusion. Dòng Invicta Pro Driver anh chị ạ, thiết kế cũng rất là đẹp luôn. Và bộ máy ở đây thì là bộ máy PC32 nhé, là bộ máy pin của Nhật. Và với bộ máy này thì nó sẽ có tuổi thọ pin khoảng từ 2 đến 3 năm anh chị ạ. Độ chống nước của sản phẩm ở đây thì là 100m nước hay là 330 feet. Dây của đồng hồ thì size dây ở đây là size dây 22 nhé. Anh chị có thể dễ dàng thay dây với kiểu dáng dây 22 này. Mặt đồng hồ được thiết kế là màu xám rất là đẹp. Em sẽ đo qua size mặt để cho anh chị tham khảo luôn. Size ở đây là 43,2mm. Bề dày là 12mm nhé. Em lên chu vi cổ tay 16 anh chị ạ. Mã này thì khi lên chu vi cổ tay 16 của em thì cũng rất là đẹp luôn. Nó sẽ phù hợp với những anh nam nào có chu vi cổ tay chỉ tầm khoảng từ 16 trở lên thôi. Size mặt cũng là vừa phải thôi anh chị ạ. Và với mẫu này thì em cũng sẽ để một vài cái thông số cơ bản công bố ở trên website của mình nhé anh chị nhé. Để anh chị có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm hơn. Một mẫu đồng hồ được thiết kế cũng rất là đẹp luôn. Kim cọc giờ dạ quang đầy đủ, kính chống xước rồi. Nếu anh chị đặt sản phẩm này thì cứ inbox sớm qua Zalo bên em với mức giá là 1,6 triệu nhé. Với mã của đồng hồ ở đây là Invicta 30809 nhé anh chị nhé. Một mức giá cũng cực kỳ tốt cho các anh chị luôn. Mẫu thứ hai mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video ngày hôm nay là một mẫu đồng hồ Calvin Klein. Và mẫu đồng hồ này thì em cũng để với mức giá rất là tốt. Đặc biệt là với sản phẩm này thì là bộ máy của nó cũng là bộ máy pin nhé. Và nó là dây da anh chị ạ, dành cho những anh nam nào có chu vi cổ tay to một chút nhé. Bộ máy của nó thì là bộ máy của Thụy Sĩ, nên là chất lượng máy cũng rất là tốt anh chị ạ. Sản phẩm của Calvin Klein thì bên em ship về thì nó hay bị bung ở phía bên này. Đây là phiên bản sản phẩm mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video ngày hôm nay. Đây là mẫu đồng hồ em đang để với mức giá chỉ là 1,4 triệu thôi anh chị ạ. Với mã của đồng hồ ở đây là Calvin K8W311C1 nhé anh chị nhé. Mặt đồng hồ được thiết kế với 3 nòng, nòng bên trong là màu đen này. Sát viền ở đây thì là màu
xám anh chị ạ, sát viền ở đây nữa thì là màu cam. Và với màu cam thì nó có gắn cọc giờ ở đây nhá. Cọc giờ được gắn màu đen rất là đẹp luôn. Kim cọc giờ của sản phẩm này thì cũng sẽ có dạ quang nha anh ấy. Giá dạ quang của sản phẩm này thì nó chỉ vừa đủ thôi, nó không quá mạnh. Kim của nó thì được thiết kế theo kiểu dáng vuông rất là đẹp luôn. Với những cái dòng sản phẩm này thì anh ấy thấy là thiết kế rất là đơn giản nhẹ nhàng thôi. Và Kelvin Klein này được dập tại vị trí 12 giờ này, Swiss Made tại vị trí 6 giờ đây anh chị ạ. Nòng bên trong của sản phẩm thì sẽ từ 13 đến 24 giờ nha chị nhé. Thế anh chị có thể dễ dàng quan sát giờ hơn. Viền bên trên của sản phẩm thì được mạ bóng này, viền bên cạnh là thiết chất phay xước. Núm chỉnh tại vị trí 3 giờ cũng có chữ CK anh chị ạ, là viết tắt của chữ Kelvin Klein. Và đây cũng là logo của hãng luôn. Bên cạnh này được mạ bóng này. Dây của đồng hồ được thiết kế là dây da bò trơn và khóa dập chữ Kelvin Klein ở trên khóa này. Khóa cũng là khóa bướm nhá, và khóa cũng là màu trắng. Với những dòng đồng hồ dây da thì anh chị thấy là khóa nó sẽ trùng với viền của sản phẩm anh chị ạ, nên là khóa màu trắng thì nó rất là hài hòa luôn. Bên cạnh đó thì ưu điểm của dòng đồng hồ khóa bướm nó sẽ chống gập dây nhá, dây nó sẽ có độ bền tốt hơn nhá anh chị nhá. Đây là mặt sau của đồng hồ này. Mặt sau thì anh chị thấy cũng có chữ Kelvin Klein này, Swiss Made này, water resistant là 3, hay là độ chống nước của sản phẩm ở đây là 30 mét nước. Với 30 mét nước thì anh chị có thể đi mưa rửa tay bình thường rồi. O stainless steel là viền vỏ thép không gỉ, còn dây của đồng hồ thì đây là dây da bò. Mặt sau cũng có dập chữ Kelvin Klein ở đây anh chị ạ. Em sẽ đo qua size mặt cho anh chị luôn, tại vì với dòng đồng hồ này ấy, thì size mặt của nó cũng khá là to. Size ở đây là 43,7 mm. Bề dày của sản phẩm là 12,6 nhá. Càng của sản phẩm ở đây là 48,8 anh chị ạ. Anh nhìn thấy là một sản phẩm được thiết kế với càng khá là rộng. Bên cạnh đấy thì kính của đồng hồ nó sẽ hơi cong một chút anh chị ạ. Và nó là phiên bản kính khoáng nên nó không chống sức hoàn toàn nhá, nhưng anh chị chú ý trong quá trình anh chị sử dụng giúp em. Em sẽ nên chu vi cổ tay 16 này. Với mã này thì nên chu vi cổ tay 16 của em nó hơi to anh chị ạ. Nó sẽ phù hợp với những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ ít nhất 16,5 trở lên. Còn những anh nam nào có chu vi cổ tay nhỏ thì anh chị không nên chọn sản phẩm này nhé. Kính của sản phẩm thì là phiên bản kính khoáng rồi. Máy của nó thì là máy pin. Và cụ thể đây là bộ máy của Thụy Sĩ, nên anh chị yên tâm trong quá trình anh chị sử dụng thì máy nó sẽ có độ bền cũng rất là tốt nhé. Tuổi thọ pin sẽ khoảng 3 năm anh chị ạ. Và mẫu cuối cùng mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong video ngày hôm nay cũng là một mẫu đồng hồ Invicta. Và với mẫu đồng hồ Invicta này thì đây là một bộ máy automatic anh chị ạ. Bộ máy này thì có đầy đủ chức năng lên cót tự động, chức năng cót tay và chức năng dừng kim dây khi chỉnh giờ nhé. Với dòng đồng hồ máy automatic thì em có giới thiệu qua khá là nhiều rồi. Và bộ máy này thì mới về và nó chỉ có một chiếc thôi. Mức giá em để ở đây thì chỉ là mức giá 2,5 triệu nha anh chị nhé. Một mức giá cũng cực kỳ tốt cho các chị luôn. Với mã của sản phẩm ở đây là Invicta 20433 nhé. Mẫu đồng hồ này thì được thiết kế với bộ máy là NH38A. Và bộ máy này thì nó chỉ có chức năng kim giờ, kim phút, kim giây. Và nó không có chức năng lịch ngày. Bên cạnh đấy thì nó sẽ có một ô cửa sổ open hood tại vị trí 9 giờ anh chị ạ. Thiết kế cũng rất là đẹp luôn. Với cửa sổ open hood này thì anh chị có thể dễ dàng quan sát được bộ máy bên trong nó hoạt động nhé. Đây là dòng đồng hồ máy cơ nên khi anh chị nhìn vào thì nó vẫn chưa hoạt động. Em chỉ cần lắc nhẹ thôi là đồng hồ đã chạy rồi nhé anh chị nhé. Đây anh chị có thể thấy là với bộ máy này thì nó khá là nhạy. Anh chị chỉ cần cầm lên và nắp nhẹ là đồng hồ đã chạy rồi. Viền men dầu của dòng sản phẩm này thì có thể xoay được theo một chiều nhé. Và chức năng của viền men dầu này thường là chức năng đánh dấu giờ. Anh chị chỉ vặn đến trùng với vị trí của kim phút, sau đó anh chị để cho kim phút chạy. Với khoảng thời gian từ vị trí anh chị đánh dấu đến vị trí kim phút chính là cái khoảng thời gian mà anh chị cần đo. Kim cọc giờ của sản phẩm này thì đều có dạ quang này, sát viền thì là những vạch chia giờ, chia phút và chia giây của đồng hồ thì là màu trắng nhá. Viền men dầu này thiết kế kiểu dáng viền đăng cưa rất là đẹp, dập chìm Invicta bên cạnh nhá. Núm chỉnh tại vị trí 3 giờ, gắn logo đầy đủ này, được bảo vệ rất là chắc chắn luôn anh chị ạ. Và đây cũng là bộ máy của Nhật nhá. Bộ máy này thì sẽ bao gồm 24 chấn kính này, tần số dao động thì vẫn là 21.600 nhịp một giờ. Đầu tích chữ cót của đồng hồ thì sấp xỉ 40 giờ anh chị nhá. Đây là dây được thiết kế là thép đúc nguyên khối, ở giữa thì được mạ bóng nhá. Khóa của sản phẩm này cũng có chữ Invicta và logo này. Với dòng đồng hồ máy automatic thì đáy sau của nó là đáy hợp kính. Và bộ máy ở đây là NH35A 24 Well, có nghĩa là sản phẩm 24 chấn kính anh chị ạ. Bên dưới này nó sẽ có dòng chữ USA Product Design, có nghĩa là sản phẩm này thì là của Mỹ thiết kế nhé, thuộc tập đoàn Invicta Watch và năm thành lập của hãng là 1837 anh chị ạ. Bên cạnh này thì anh chị thấy cũng có một vài các cái chi tiết họ dập chìm như là Japanese Movement Assemble in Malaysia, có nghĩa là bộ máy này là bộ máy của Nhật này.
stainless steel là dây thân viền vỏ thép công kỳ, dập chìm Chinvicta tại vị trí này. Water resistant ở đây thì là 200 mét nước và 20433. Với dòng đồng hồ 200 mét nước thì nó là thuộc dòng Invicta Pro Driver của hãng rồi anh chị ạ. Nên là khi anh chị sử dụng thì anh chị yên tâm nhé. Dọc đồng hồ thử nặng thì có độ chống nước rất là tốt luôn. Em sẽ đo qua size mặt để cho anh chị tham khảo luôn. Size ở đây là 40,2 mini. Bề dày của sản phẩm là 14,1 nhé. Em lên chu vi cổ tay 16 anh chị ạ. Khi lên chu vi cổ tay 16 với dòng sản phẩm này thì rất là đẹp luôn. Nó sẽ phù hợp với những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 17 trở xuống. Với dòng đồng hồ máy automatic mà dòng đồng hồ thượng nặng và size của nó sẽ tầm 40 như thế này ấy. Gặp được một vài mẫu đồng hồ Invicta nó cũng rất là dễ đeo. Nên những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm trung và nhỏ mà mình có nhu cầu mua một đồng hồ thừa nặng hay phù hợp với cổ tay của mình thì anh chị có thể nghĩ ngay đến những dòng đồng hồ của Invicta với size mặt chỉ tầm khoảng 40 nhé. Em vừa giới thiệu qua cho anh chị với 3 mẫu đồng hồ bên em đang sẵn hàng và mức giá cũng rất là tốt cho các anh chị luôn. Thì anh chị đặt thì cứ inbox sớm qua Zalo bên em nhé. Em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều và hẹn gặp anh chị trong những video tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại.